mà liên quan đến đến mẹ cháu mà anh chưa có xác minh được, có nhiều những cái tình tiết mà anh chưa xác minh được. Anh cũng đã nhờ qua một người bạn mà hiểu về luật pháp á, người ta anh làm ở bên cán bộ ngoài thành phố, ngoài trung ương á. Anh làm bên cảnh sát hình sự ở ngoài trung ương á. Trước lúc mẹ em Vũ chết và sau lúc mẹ em Vũ chết. À, tức là liên quan đến cái sự ra đi của mẹ Vũ trước và sau thì là bây giờ bản thân anh Ngọc cũng đã bắt đầu vào cái vấn đề này nữa. Bởi vì cái này này, em còn nhớ xuống mà bà dì anh về anh mất ngủ mấy ngày anh không ngủ được. Em còn nhớ có. Câu bà dì nói không? Có em à, anh nói đi. Câu bà dì nói với em lần đầu tiên mẹ Vũ nói bà dì là mẹ Vũ nói về cái gì? Chung là em không nhớ rõ lắm đâu anh Ngọc, anh nhắc cụ thể cho khán giả biết luôn. Lúc đầu tiên mà bà dì nói một câu là em còn nói chuyện được không, em còn ghi được, em còn viết được không? Đúng rồi. Bắt đầu là dì của Vũ mới đưa cho một tờ giấy cái viết. Cái lời đầu tiên nhất là mẹ Vũ nói ra. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả quý vị, các cô, chú, anh chị và các bạn. Chúc mọi người luôn sức khỏe, bình an. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Stan TV. Những cái lời mà cô chú anh chị và các bạn vừa nghe bên phía anh Ngọc thì có lẽ là mọi người cũng đã hiểu ra một vài vấn đề, đúng không ạ? Anh Ngọc anh ấy lo những vấn đề nào đó liên quan đến câu chuyện, và đặc biệt là lo đến những cái tình tiết mà ở đây chúng ta gọi là nó phát sinh. Đó, thực ra là đáng lẽ những vấn đề này thì nếu như mọi người biết ngay từ đầu thì có thể là mọi người sẽ có những cái nghi vấn. Nhưng đối với tất cả mọi người thì có lẽ đây không phải là một cái gì đó lạ lẫm đâu. Nếu ai theo dõi câu chuyện này, ai biết về em Vũ, ai biết về câu chuyện của em Vũ thì có lẽ không lạ lẫm gì trong câu chuyện này đâu cô chú chị và bạn. Vì sao? Vì tất cả chúng ta đều biết rằng bản thân em Vũ, bản thân mẹ Vũ, đó, bản thân mình nói ở đây là bản thân mẹ Vũ nha, đều đã trải qua những cái gì đó biến cố trong cuộc sống, và bản thân họ luôn có những cái điều mà chúng ta thấy rằng nó là một cái điều trăn trở rất lớn. Trăn trở ở đây là khi mẹ Vũ trước và sau khi mất có những vấn đề gì đó không, thì xin thưa với tất cả mọi người là khi mà bản thân Stan TV về dưới nhà mẹ Vũ thì cũng đã nghe được cái câu chuyện, nghe được những cái tình tiết mà bản thân những người là ruột thịt với mẹ Vũ như chị gái và em gái mẹ Vũ đã từng tâm sự. Đó là những cái tài sản của mẹ Vũ đã không cánh mà bay. Đó là những sợi dây chuyền bằng vàng đeo trên cổ này. Những cái tài sản đó, ví dụ như cái xe máy này, rồi chiếc điện thoại này, thì tại sao nó lại biến mất? Và sao những cái tài sản đó lại không được giao lại cho Vũ? Và trong khi đó, mẹ Vũ, thì cô chú anh chị và bạn cũng biết rồi, mẹ Vũ đã ở vậy nuôi con sau khi chia tay ba Vũ về mặt pháp lý nhé. Sau khi chia tay ba Vũ về mặt pháp lý, Vũ đúng ra phải được nhận lại những cái tài sản đó từ mẹ. Thì chúng ta nên nhớ rằng là có một điều là không, Vũ không nhận được cái đó. Tại sao nó lại diễn ra theo cái chiều hướng đó? Thì câu hỏi ở đây lại phải đặt ra một câu hỏi, đó là ai đã ở bên cạnh mẹ Vũ? Ngoài cái bà cô hờ đó ra, những cái bà cô hờ đó ra liên quan đến câu chuyện của mẹ Vũ, thì tôi nghĩ rằng là còn một hai nhân vật nữa liên quan đến câu chuyện, mà nó sẽ tập trung vào một người. Nó sẽ tập trung vào một người, đó là trong quá trình mẹ Vũ cho thuê trọ cái căn nhà đó, là có 3 phòng trọ. Trong cái quá trình mẹ Vũ cho thuê thì có một người bạn mà ở đây thì rất nhiều người ở đó đều biết, rất nhiều người dân ở đó đều biết người bạn đó là nam giới. Mình nói như vậy đi, đó là một người bạn. Vậy người bạn đó thì về mặt pháp lý là không có liên quan gì đến câu chuyện với mẹ Vũ cả, chỉ là một người bạn thôi. Tất nhiên là ai cũng có cuộc sống riêng tư, đây là cái điều mà tất cả mọi người đều hiểu, đều biết. Nhưng
tôi vẫn nói là một câu nhưng, tại sao cái tài sản của mẹ Vũ lại không cánh mà bay sau khi mẹ Vũ nằm xuống? Đấy mới là cái mà tất cả chúng ta đều quan tâm. Người đó trong quá trình chung sống ở cái khu nhà mẹ Vũ cho thuê đó, thì nghe nói là cái người đó, cái bản thân cái người đàn ông này là có một người cháu ở cùng. Và khi mẹ Vũ nằm xuống, thì hôm nọ cô chú anh chị và bạn cũng nghe, có lẽ là nếu ai để ý kỹ thì mọi người sẽ nhớ đến cái tên của người đàn ông này. Cái tiếp theo nữa đó là những cái tài sản trên người mẹ Vũ, tại sao người đàn ông này lại cầm, có phải người đàn ông này cầm hay không, thì cái đó sẽ còn do quá trình Vũ cũng như là anh Ngọc tìm hiểu. Bởi vì trước kia chúng ta có thể nghe anh Ngọc, anh ấy cũng đã hé lộ ra một vài điều, nhưng mà thực ra trong câu chuyện này còn rất nhiều điều mà anh Ngọc anh chưa hé lộ cho tất cả mọi người. Bản thân mình thì mình tôn trọng điều đó, mình không hỏi và mình cũng không chia sẻ khi mà chưa được phép của anh ấy. Cái điều mà chúng ta phải nhớ là có một chiếc điện thoại, có những cái như là điện thoại, cái đồ cá nhân là điện thoại này, xe máy này, đó, trang sức trên người này, đó là tổng hợp những cái đó. Tại sao không cánh mà bay? Đó. Bà cô kia cũng là một trong những người lấy đi cái tài sản đó, tài sản của mẹ Vũ. Đó không phải là cái tài sản đó, mình trên đính chính ở đây là không phải tài sản đó, mà là cái tài sản trong căn nhà. Vậy bây giờ đặt ra dấu hỏi, ngoài bà cô Hờ này ra thì nhân vật mà được mọi người nhắc đến đó đang cầm cái gì của mẹ Vũ, liệu cái tài sản đó còn hay không? Như tôi đã nói đó, với chiếc điện thoại thì chỉ cần đúng là chiếc điện thoại của mẹ Vũ thôi, khi mà cơ quan chức năng người ta phục hồi các dữ liệu, người ta sẽ biết hết ở trong đó có những tin nhắn liên quan đến nội dung gì, tin nhắn gì. Ở trong quá trình mẹ Vũ sống và làm việc ở Bình Dương thì có quan hệ với những người bạn nào, đó là bạn chung công ty nha, và mình xin nói là ở đây là đa phần là bạn nữ đó. Thì cái điều này thì chỉ cần bản thân em Vũ hay là anh Ngọc họ tìm hiểu hoặc là họ gặp là họ thấy ngay. Đó, đó mới là cái quan trọng nữa cô chú anh chị và các bạn. Bởi vì đương nhiên rồi, trong câu chuyện này thì Vũ không chỉ đòi lại hay lấy lại cái căn nhà của mình đâu, mà nó còn liên quan đến cái việc tất cả những cái tài sản của mẹ Vũ cần được làm rõ, cần được lấy lại, lấy lại cho người đã khuất, lấy lại những gì thuộc về, nó là kỷ vật hoặc nó là tài sản của cha mẹ Vũ để lại nha cô chú chị và các bạn. Đấy là cái mà chúng ta cần hiểu rõ của bản thân Vũ. Em mới ý thức được điều đấy, cho nên là em mới đi tìm hiểu. Mình phải thừa nhận là trời nắng chang chang như vậy mà hai cha con phóng đi Bình Dương rồi phóng đi về Bến Tre như kiểu cơm bữa, là mình thấy anh Ngọc giống như là anh ấy là đã làm những cái điều mà mình phải nói đây là giống như là anh ấy làm những cái điều ở cuối cùng cho người đã khuất, và giống như là anh muốn hoàn thành cái tâm nguyện cho người đã khuất. Vậy thì câu chuyện nó sẽ còn ở cái góc khuất nào? Có lẽ là những cái vấn đề đó sẽ được anh Ngọc hay là em Vũ đưa lên bàn làm việc với các cơ quan chức năng. Bởi vì tất cả những gì mà Vũ không thể làm được trước kia thì mình nghĩ rằng là thời điểm hiện tại Vũ sẽ làm. Cái này là cái điều chắc chắn của chú chị và bạn. Bởi vì Vũ là người chủ nhà cũng như là người thay mặt mẹ mình làm những điều đó để lấy lại cái danh dự cho mẹ, cho người đã khuất nằm xuống được yên lòng. Không thể để cái tài sản của mình cho người khác nắm giữ mà mình không biết, hoặc là mình không thể biết cái tài sản đó nó như thế nào, ai nắm giữ cái tài sản đó và cái số tài sản đó bây giờ đang ở đâu. Mình nghĩ là câu chuyện này nó sẽ còn có những điều phức tạp, nhưng mà mình sẽ chia sẻ với cô chú chị ông bạn những cái điều nào đó mà bản thân mình cũng như là anh Ngọc hay là em Vũ đã biết
mà có thể hé lộ cho cô chú chị và các bạn nha. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc cô chú chị và các bạn sức khỏe, bình an. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo. Vâng, xin chào tất cả mọi người, đây là đông trùng hạ thảo khô của Etam. Cô chú anh chị và các bạn có thể liên hệ với số 0985357 để được tư vấn và đặt hàng. Rất tốt cho sức khỏe của cô chú anh chị và các bạn và phù hợp với mọi lứa tuổi.